Con ạ, mình có thể lý luận là cục bộ và mình có thể lý luận hệ thống trong cái chuyện này. Mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Con ạ, mình có thể lý luận là cục bộ và mình có thể lý luận hệ thống trong cái chuyện này. Lý luận cục bộ thì đơn giản lắm. Nếu mà hai người có thể lấy nhau thì chúng ta cắt giữa hai người. Tức là hai người đều đeo khẩu trang, hai người đều không gặp nhau, hai người đều giãn cách 2 thước, 3 thước, 5 thước. Và hai người không được gặp nhau, hai người không được nhảy đầm với nhau, hai người không được ăn uống với nhau. Thì rồi đến một lúc nào đó thì con Covid nó cũng chết thôi. Thế thì cái đó là cái lý luận cục bộ. Tức là con Covid ở đâu thì chúng ta đánh nó ở đó. Và con Covid nó truyền cho ai thì chúng ta cắt, cách ly, cách giãn tất cả những người mà người ta có thể truyền nhiễm cho nhau. Nhưng mà nó có thể có một cái liên hệ thống mà hoàn toàn khác. Cái hệ thống nó cho ta thấy cái gì? Hệ thống nó cho chúng ta thấy rằng là bây giờ nếu mà nói về con Delta thì 80% những người bị con Delta thì họ không có một cái triệu chứng gì. Vậy thì có nghĩa rằng là 80% đó họ có thể lây nhiễm cho người khác, nhưng mà giữa họ với nhau thì không nguy hiểm. Thế thì ai sẽ là những người bị chịu cái nguy hiểm? Thế thì mình sẽ thấy ngay là những người bệnh nền, là những người yếu đấy, là dễ lây bệnh nhất và dễ tử vong nhất. Thế thì cái lý luận hệ thống là nói như thế này, là trong hệ thống chúng ta đây, có lẽ chúng ta phải cách ly những người già, những người bệnh nền. Thì lúc đó thì chúng ta chỉ cách ly độ khoảng 10% hay là cao lắm là 15% của dân số. Thì cái chuyện đó nó nhẹ nhàng hơn nhiều nếu mà chúng ta làm như thế. Đấy, thầy thì chỉ đưa ra một vài cái cách và lý luận khác nhau. Nhưng mà dù sao chăng nữa, bây giờ chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta đã chọn một cái phương pháp nào thì chúng ta phải đi đến cùng cái phương pháp đó, mà chúng ta phải làm một cách quyết liệt. Và thầy cũng xin khuyến cáo tất cả các bạn, các bạn đừng có lo quá. Các bạn chỉ cần làm đúng có một vài việc thôi. Nhưng mà ở đây thì mình lại thấy là có những người lại không chịu làm những cái việc mà chính phủ đã khuyến cáo, đó là cái chính sách 5K. Cái bệnh dịch này nó không lây dễ đâu, không phải là cứ nhìn nhau là lây đâu. Nếu mà chúng ta mà che tất cả những cái khí quản của chúng ta, nếu mà chúng ta không bắt tay, không ở gần những bất cứ ai mà làm việc online và chịu khó như thế trong vào khoảng 15-20 ngày, thì thật sự ra thì cái con Covid tự nó chết thôi. Nó không lây dễ đâu. Bằng chứng à, đây này, tôi đang ở bên Pháp. Hiện thời đó, thầy đang ở một cái thành phố nghỉ hè ở bên Pháp. Cái thành phố này vào cái mùa đông ấy, thì nó chỉ có 50.000 dân thôi. Nhưng mà vào mùa hè đó thì nó 2 triệu dân. Và thầy mới tới cái thành phố này. Và khi mà thầy đi trên ngoài đường ấy, thì thầy thấy rằng là không một ai có khẩu trang cả. Trong khi đó đó là cái bệnh Covid nó đang bùng phát ở bên Pháp. Không một ai có khẩu trang cả. Và khi mình hỏi rằng mày có sợ không? Chả thứ nào nó sợ cả. Bảo rằng là thứ nhất là 80% của những người bị Covid chả bị gì cả, không có triệu chứng. Còn chúng ta là những người bơi ngoài biển, chúng ta là những người lực sĩ, chúng ta là những đứa trẻ 18, 25 tuổi, 30 tuổi khỏe mạnh, chúng ta chẳng sợ. Thế thành thử ra là họ là đi thuộc vào cái loại lý luận là các bạn mà có cách ly thì các bạn nên cách ly những người bệnh nền, bệnh già thì các bạn nên cách ly. Chúng tôi để cho chúng tôi sống, chúng tôi buôn bán, chúng tôi ăn chơi, chúng tôi tiêu thụ, chúng tôi làm đủ mọi thứ, có sao đâu. Mà nếu mà bị bệnh thì ốm 2-3 ngày rồi khỏi chứ có sao đâu. Đấy, cái này là một cái bài học mà có lẽ chúng ta nên rút tỉa. Đó là cái câu trả lời của thầy cho câu hỏi đầu tiên. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về